Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Samurai Lost Centuria nha. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Tiếp tục hôm nay lại tục update một con tướng mới. Thực ra là một con tướng cũ mà thay đổi một dạng mới với các chiêu thức mới. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào trong chỗ quay thú ở đây, sẽ bổ sung một tướng mới ở dưới cùng đây. Ở đây cho con này thì mà thấy cái ngoại hình rất giống con Ganymede lần trước không? Nhưng con này con Nick à? Thì con này ở đây cũng là phẩm chất huyền thoại. Con này đây có khả năng nó sẽ loại bỏ một hiệu ứng có lợi của tất cả đối thủ, sau đó gây sát thương. Ngoài ra sẽ làm tăng 9 giây thời gian duy trì các hiệu ứng có hại có cấp độ. Tức là đây hiểu nôm na một chút xíu là con này ấy, nó sẽ hiệu quả khi mà đối thủ có đang được búp những hiệu ứng có lợi lên thì nó xóa bớt đi một. Ngoài ra nữa ở đây là nếu trên đối thủ đang được gắn những hiệu ứng bất lợi ấy, thì cái thời gian duy trì sẽ còn cao hơn nữa để nó gây hiệu ứng bất lợi lâu hơn, kiểu nôm na vậy. Nên nó sẽ rất là phù hợp kết hợp cùng những cái con nào mà nó búp hiệu ứng có hại cho địch đấy, kiểu vậy. Vâng, và đây cho nó có 3 viên đá kỹ năng. Một viên đầu tiên tăng HP, viên thứ hai thì nó loại bỏ hai ứng bất lợi, hai ứng có lợi của đối thủ khi sử dụng kỹ năng, tức là gấp đôi số hiệu ứng có thể loại bỏ được. Còn cái viên số 3 nó sẽ tăng một cấp độ hiệu ứng có hại có cấp độ đang gán trên đối thủ và tăng thêm 3 giây thời gian duy trì hiệu ứng này. Tức là ví dụ đang dính một cái rút máu theo lượt chẳng hạn, sẽ tăng thêm cái rút máu nữa và tăng cái thời gian duy trì lên 3 lượt. Thì ở trong con này thì về cơ bản thì thực ra mình cũng chưa có ý tưởng gì lắm với đội hình mình với con này. Chẳng qua là nó ra tướng thì mình cứ quay thôi, chứ còn bảo thực sự ý tưởng gì mạnh mẽ với nó hiện tại thì mình cũng chưa ý tưởng gì nhiều. Tại với cái team của mình bây giờ nhét nó vào cũng hơi khó. Còn hiệu ứng bất lợi thì mình có một số con, nhưng mà tuy nhiên là thực sự để tối ưu nó thì cảm giác hơi khó. Ở đây xem qua tí phần đề xuất xem nó đề xuất con này đi cùng con nào nhé. Ra bên thử thách này, xuống chỗ để cử kết hợp này. Thì con này được đề xuất đi cùng với lại con Maximilian. Thì con này nó hay búp cả hiệu ứng bất lợi và một con đam khá là to. Mình hay gọi con tóc tím vì tên nó dài quá. Nó sẽ gán hiệu ứng có hại lên toàn bộ đối thủ bằng kỹ năng của con Maxi này, và sau đó làm tăng thời gian duy trì hiệu ứng có hại của bằng kỹ năng của con Nick này. Nói chung thì nói nghe cũng hợp lý, nhưng mà tuy nhiên là vì con tím này cũng không dồn ấy. Thì thôi con này có lẽ mình chỉ quay vui vui thôi, quay cho nó có thôi, để quay để mà chiến mạnh chắc không có dồn. Giờ sẽ vào chú hiệu triệu đi quay thử nhé. Nhưng thường với con này không quan tâm lắm với bản thời gian ngọc cam. Quay thử nhá, có 155 vé. Con này phẩm chất huyền thoại nên phải quay ra màu cam cơ. Màu cam có xác suất ra nó được. Cứ quay về trải nghiệm thử đã. Con này có màu cam có xác suất ra nó đây. Đây, ra con đầu tiên đúng không? Game này thì cùng một con tướng nó có những cái tên gọi khác nhau và thuộc các hệ khác nhau nhé. Đây là chuyện hết sức bình thường. Con này hệ bóng tối nhé. Tiếp tục quay tiếp, cái quay hết vé rồi là mình chả bao giờ giữ vé. Game này nó kiếm 100-200 vé nó cũng dễ. Có đá kỹ năng này. Nhưng mà đá màu trắng là không trúng rồi. Được thêm tướng rồi chứ còn đá màu trắng là hụt rồi. Con này đá thấp nhất của con tướng này là đá màu xanh. Cao nhất là màu cam. Quay tiếp nào. Có đá kỹ năng tiếp này. Màu tím. Loại bỏ hai ứng có lợi của đối thủ. Đồ ok. Viên này cũng được. Tại vì xóa nhiều hướng có lợi cũng được, nhưng quan trọng là nó là tùy team địch cơ. Có những team nó không búp hiệu ứng, nhưng có team nó búp nhiều. Thì nếu mà team búp nhiều thì viên này rất là lợi. Còn những cái team mà nó không búp nhiều nó lại thành bất lợi. Thế nên nó tùy thôi. Tiếp tục quay tiếp nha. Lại ra cam tiếp, nổ cam khá nhiều nhỉ. Nãy giờ chưa bị lệch, cái phát này có thể sẽ có tỷ lệ bị lệch. Đây nó lệch ra con Leo. Để thường nãy giờ nó trúng nhiều đấy. Thì xác suất bị lệch một con là chuyện bình thường. Quay tiếp. Màu tím thì thất bại rồi. Nó phải ra màu cam thì mới ra được tướng. Game nó có cái bảo hiểm nó dễ kiếm. Đợt này mình không có tính sử dụng nó nên chắc mình sẽ chọn tiếp con Phượng Hoàng để mình nâng cấp nốt nó lên level đi. Đợt này đang định chơi con Perna một tí xíu nên là đang dồn nâng nó lên. Mặc dù con Perna mình thấy vẫn hơi khó chơi thì cứ lấy về tí vậy. Tại con này mình không chủ chơi nên mình không chọn nó nhé. Nếu mình chủ chơi mình sẽ chọn nó, ở đây không chủ chơi. Có đá kỹ năng tiếp, xem con này ra đá gì nào. Viên màu xanh, nhưng con này mình được hai viên đấy. Bây giờ nốt viên màu cam thì ảo nhỉ. Để nốt viên màu cam lại phải suy nghĩ có nên dùng nó hay không. Còn hiện tại xem tình hình thế nào đó. Được hai thẻ cam. Ra con Sera với lại con Nick. Được một con trúng, một con lệch. Có đá kỹ năng tiếp này. Điều có ra đá cam nốt không? Không ra.
Cái này đi hụt rồi. Lại có đá kỹ năng tiếp. Có hai viên rồi, cái này có hai đá kỹ năng này. Màu xanh với màu trắng thì thất bại rồi. Cái viên đá cam tỷ lệ nó hơi thấp nhá. Lâu lâu được lần nổ đó. Lại đá kỹ năng tiếp, sẽ nổ liên tục cái này không ra được viên đá cam. Màu xanh thì hụt rồi. Tiếp tục. Này ra tướng. Có cả hai thẻ đá kỹ năng nữa. Nhưng vẫn không ra đúng màu rồi. Được thêm con tướng đâu. Nói chung game này con nào có tính sử dụng cả thôi. Chẳng có nó có phù hợp với team mình đang chơi hay không thôi. Thì cảm giác không ưng ưng. Mình cảm giác nó đấy không phù hợp với team mình lắm nên mình không roll. Không roll nhiều chứ còn bản chất thì vẫn dùng được. Tướng tím thì chọn con nào nhỉ? Tôi chọn bừa con này. Chọn bừa thôi, tướng tím thì con nào chơi mắc rồi. Còn những con còn lại toàn con mình không chơi. Có 5 vé, ra xem có vé thêm cái vé nào nữa không, đỡ phải dùng tài nguyên. Ô giờ, giờ đây nó có cái vấn đề gì mà cho tận 24 nhỉ? Không biết có lỗi game gì không cho tận 24 cuốn sách này. 24 cuốn sách thì coi như được thêm gần đủ rồi. Nhận thêm tí quà này nhé. Đây, coi như là tròn. Như này chắc là lên được khoảng tròn 30 lần đấy. Quay thêm 30 lần đấy. Tự nhiên là sao mèo lại cho tận 24 cuốn. Để thêm 30 lần. Quay nốt 30 lần này là thôi nhé. Tại con này cũng không định chơi, không cố. Còn lần trước định cố cái con... Con lần trước định cố nhưng mà con lần trước lại không ra được đá. Này giờ mình chọn tiếp con Perna nhé. Lại có tướng cam tiếp này. Có cả đá kỹ năng này. Viên màu trắng là hụt rồi. Cái này là ra cả Garimade với cả Nick này. Hai cái này là cùng một dạng đấy. Chẳng qua khác hệ và khác kỹ năng đấy. Còn đây là cùng một kiểu người. Có đá kỹ năng tiếp này. Đây như là 10 vé cuối rồi. Không được. Như vậy vẫn chưa có duyên đá kỹ năng. Mà con này cũng không định chơi. Nên đánh ra không ra là kỹ năng cũng không sao. Tại vì nếu nó ra lại lăn tăn không biết có nên lấy hay không ấy. Thế thôi ok như này chấp nhận được. Rồi ok như vậy là hết vé nhé. Thì tôi chắc chơi tầm đấy thôi. Này cứ chọn bừa một con thì rồi tính tiếp. Chui ra ngoài nhận số cái quà tí nhé. Được thêm số cái mảnh tướng thì mình chiêu mộ số lần nhất định. Thì đợt này mình chiêu mộ 150 lần. Chính xác là mình chiêu mộ 180 lần nhé. Xong đợt diễn ra banner chắc kiếm thêm được 10-20 vé nữa. Thì gọi cho là chiêu mộ tròn là 200 lần. Cái này mình chọn nốt Captain An. Lâu lâu đổi gió tí thôi chứ còn team thì cũng chả dùng với nó mấy đâu mà. Lâu lâu muốn đổi con tướng chơi mới thì tí xíu. Con này ra lâu rồi thì mình có ngọc cam nên mình lâu lâu muốn đổi tí. Nhưng mà cái này ra mình đang dùng ngọc xanh. Mình đang dùng cái ngọc giảm thời gian hồi chiêu chứ giảm một mana tiêu hao. Cái thẻ chọn trên này chắc nó chọn nốt đi. Con nick mới này thì mình sẽ dùng trong chế độ đánh thường nhé. Để mình kế thừa cái level nó cho nhanh. Sau đó bây giờ mình quay về nâng cấp một chút xíu rồi mình cho nó vào đánh thôi. Nâng con này tí cho vui. Con Phượng Hoàng này mình có cả ngọc cam nhé. Chẳng qua là điều mình hơi khó dùng nó một tí xíu. Ngọc xanh nó giảm mana tiêu hao, ngọc tím nó tăng HP. Nhưng mà ngọc cam sẽ tăng tỷ lệ kích hoạt cái kỹ năng hồi sinh của con Phượng Hoàng không? Đây kỹ năng của nó này. Mỗi khi lắp vào bộ thẻ thì phục hồi 10% HP cho các đồng minh ở cùng hàng với bản thân và hồi sinh từ cho tàn tại khoảnh khắc tử vong 5%. Thời gian hồi chiêu được áp dụng. Thực ra thì hôm nay thử tự đổ sang cái viên này đi. Cái giảm mana các bạn, giảm mana mình cũng chả dùng nó mấy thì nó hơi nhiều mana tiêu hao. Với con nhân vật chính ở hôm nay ở đây
Còn còn nick đâu rồi? Đây con nick đây. Thì ở đây mình có hai viên đá kỹ năng, chắc mình dùng cái viên viên tím này, loại bỏ hai ứng bất lợi, à hai ứng có lợi của địch đi. Đây nhận tí cái thủy tinh. Con này chiêu thức nó không nói tăng đam theo cái gì, nó chỉ có là gây sát thương thôi, thì lấy bừa đi. Hoán đổi biết hoán nào nhỉ? Tôi hoán tạm con Perna sang đi. Tạm thời mình bỏ cái Perna trong này vào nó hợp lý hơn. Tạm thời thôi, về sau để vứt Perna vào. Để đội hình ở đây hiện tại lại thay đổi một chút xíu thôi. Mình cho nó vào chơi chơi tí cho nó biết thôi. Thì là cái con tướng kia mới là cuối rồi. Mình sẽ không chơi theo team có tóc tím với lại con đấy nhá, vì con bảo có tóc tím mình không luyện. Bao giờ luyện thì có thể suy nghĩ sau. Thay con này ra. Thử để vậy chơi thử xem sao nhé. Có thể sẽ thua đậm đấy, nhưng mà tôi cứ hên xui cứ thử tí đi. Đó mình chui vào đây đánh chế độ đánh thừa để kế thừa cái level 15. Cái đá kỹ năng nó thì mình phải tự kiếm, còn cái level nó sẽ hỗ trợ mình trong tuần banner con tướng, nó hỗ trợ mình level 15 để đánh thử tí xem như thế nào. Chờ ghép cặp một chút xíu nhé. Đang quay đợt Tết thì không biết có ai đánh không nhỉ? Game toàn cầu chắc phải có người đánh chứ. Đây là có người ghép rồi đấy. Chỉ là trải nghiệm thử con tướng thôi. Chứ chờ nâng lên level 15 nó lâu lắm. Để hiện tại chưa có hiệu ứng có lợi thì chưa dùng tới nhỉ. Cô gái Trung Hoa đánh trước đi. Nó có hiệu ứng có lợi thì bắt đầu dùng con này đi. Đã xóa luôn hai ứng có lợi vừa rồi đi không? Ở đây có vẻ đối thủ hơi yếu nhá. Phải nhấn mạnh bằng chế độ đánh thường hay gặp đối thủ yếu. Thì đối thủ này có vẻ hơi yếu và thấy đánh sát thương mình gây ra khá là nhẹ nhàng, nên là vẫn chưa phát huy được nhiều đâu. Đấy là chỉ cảm tưởng nó mạnh thôi. Tấn công tiếp mà gây ứng bất lợi, mà gây ứng không xóa hiệu ứng nào. Tăng tốc độ này. Này gặp team yếu là gặp team mạnh chứ chắc đã dễ vậy đâu. Ngộ không đập xuống này. Cô gái Trung Hoa tấn công tiếp hàng trước rồi. À ta chém xuống rồi. Lại dùng con này xóa hứng có lợi địch tiếp rồi. Xóa hứng có lợi của địch rồi. Cái hứng tím là không xóa rồi nhé. Nó chỉ xóa hứng màu xanh rồi thôi. Kiểu màu tím mà không xóa được. Orochi tấn công này. Giờ thong thả kết liễu được. Cái team này nó khá là yếu, đánh nó dễ. Jin kết liễu nào. Ngộ không kết liễu nào. Thế rồi mình sẽ ghép thêm cặp khác để cho nó khách quan hơn nhé. Cặp này nó nhẹ quá. Và nhớ đây mình đã kế thừa level 15 ở chế độ đánh thường nhé. Còn đánh trên chế độ xếp hạng là level nó không cao, đánh không đau như vậy đâu. Nó sẽ yếu hơn rất là nhiều. Thế rồi gặp một đối thủ khác ở đây đây. Trong một toàn cộng 30 thôi, đánh thử mới biết nó mạnh hay yếu không? Nó chỉ có hai tướng này chưa cộng nhiều, nhưng mà thấy level thấp thế này là nhiều khả năng là cũng yếu. Gặp chế độ xếp hạng gặp đối thủ mạnh nó nhiều hơn. Để cho địch ra chiêu trước cho có hiệu ứng có lợi cho con này nó xóa. Nicky ra đòn trước à, phải cho con này tấn công trước vậy. Gán được bất lợi cho địch trước vậy.
Có vẻ team này cũng khá là yếu, đánh nó không không thực tế lắm. Rồi xoáy hướng bất ngờ, xoáy hướng có lợi của địch rồi. Đấy là thấy không? Tức là nếu địch ra nhiều hướng có lợi rất là ngon và có tỷ lệ xóa không được không? Ví dụ con Macaron này xóa không được này. Nó có tỷ lệ xóa được và không, nhưng mà tỷ lệ xóa được khá là cao. Nhưng đây do đối thủ nó khá là yếu nữa. Nói chung là trong một số trường hợp con này dùng cũng sướng ấy. Chẳng qua team mình nhiều con quá, bây giờ chả biết chơi con nào. Tức là cái quá trình luyện tập nó khá là lâu ấy, để ra nó cũng khó, rất khó để xử lý. Orochi tấn công rồi. Ngộ không tấn công rồi. Cô gái Trung Hoa kết liễu nào. Nói chung là đang gặp những đối thủ khá là nhẹ nhé. Tức là theo cái kiểu là không có con nick mà vẫn thắng được. Đánh chế độ đánh thường hôm nay lại gặp ngày may may vậy. Nên bạn cảm giác là tướng nó khá là khỏe. Còn những người ngày bình thường đánh đôi khi nó không dễ như vậy đâu. Tức là mình tìm thêm một đối thủ khác cho bạn xem nhé. Tiếp tục là đối thủ thứ 3 nào. Ở đây thì trông cũng có nguy cơ cao lại yếu rồi. Có lẽ là hôm nay có vẻ là nhà phát hành nó cho mình búp con tướng lên hay sao, cho gặp toàn đối thủ cảm giác thôi nhá. Đánh mới biết người ta yếu thật hay không, nhưng mà cảm giác là yếu. Thậm chí có thể đánh với máy, nhiều khi có những cái nick là nick của nick ảo để đánh thôi. Mình có cảm giác mình gặp đối thủ tương đối nhẹ. Xóa tiếp nào. Jin tấn công vào tóc tím rồi. Thường người yếu thì đấm phát chết luôn vào tóc tím. Đây đánh gần chết thì cũng gọi là yếu rồi. Ngộ không cái liếc vào tóc tím. Cái kia xóa hứng của mình nữa rồi. Bị giảm tốc khá là nhiều nhé. Cô gái Trung Hoa tấn công này. Jin. À nhầm, cô gái Trung Hoa này nói nhầm. Rồi xóa bớt thì ứng bất lợi đi. Gây sát thương nối tiếp cho địch. Chuyển ngược gây bất lợi cho địch. Xóa hướng có lợi của địch nè. Orochi tấn công cái liễu địch nè. Rồi ok, như vậy nói chung là cơ bản là đánh là toàn thắng, nhưng mà tuy nhiên là vẫn luôn nhấn mạnh trong video là đối thủ cũng yếu nhé. Thì nói chung là trong video hôm nay thì thôi, mình nghĩ hôm nay ngày may mắn đánh toàn thắng nên thành ra là cũng không nói đến điều gì cả. Chủ yếu là cho mọi người xem qua cách thức vận hành con tướng thôi. Ta hiểu hôm nay là đa số mình sẽ dựa trên cái khả năng là nó xoáy ứng có lợi của địch là chính thôi. Còn cái hiệu ứng bất lợi có hay không do team mình có nào gây ứng bất lợi hay không. Và ngoài ra thì sát thương to hay nhỏ vẫn quan trọng, có thể nâng level. Ở trong chế độ đánh thường mình được kế thừa level 15. Còn thực tế khi mình chơi ấy, mà mình chơi cày chay chẳng hạn, mình kiếm ấy nó chỉ được khoảng tầm level 7-8 thôi, hoặc đến level 10-11 là cùng thôi. Và sau rất lâu sau lên level 15, thậm chí đến 15 mà cộng 30 còn rất là lâu ấy. Nên phải nhấn mạnh các bạn chút xíu như vậy để bạn cân nhắc trước khi chơi nhé. Còn theo cái đề xuất của game thì nó sẽ đề xuất đi cùng con tóc tím để cho thành bộ đôi kết hợp với cái để nó tăng cái thời gian hiệu ứng của con tóc tím để gây sát thương thêm. Thế cái cặp combo đó, nhưng mà vì con tóc tím mình lại không dồn nó nên thì ra bây giờ mình lấy con này về cũng hơi khó chơi. Thực ra chơi vẫn chơi được nhưng mà sẽ hơi khó do cái team mình một chút xíu. Nên có lẽ là trong video này mình sẽ không chơi con này mà chỉ lấy về siêu tầm thôi. Còn tất nhiên về sau có thể đổi ý thế nào tính sau, còn ở trong giai đoạn này sẽ không chơi nó nhé. Còn video này thôi, mình kết thúc ở đây thôi. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và thôi bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nha, xin chào nha.